Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Clip này thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những món ngon được chế biến từ táo đỏ sấy khô Hàn Quốc. Chúng vừa giúp bồi bổ sức khỏe, lại có thể phòng chống được nhiều căn bệnh. Táo đỏ sấy khô của Hàn Quốc thì giàu chất dinh dưỡng bởi các thành phần như là protein, canxi, phốt pho, các vitamin A, C, B1 hay là B2. Chúng mang lại giá trị tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch, hô hấp và tốt cho tiêu hóa, bổ gan, thận hay là giải độc. Táo đỏ khô thì là một loại nguyên liệu được ưa chuộng và nó thì cũng dần trở nên quen thuộc với người Việt bởi nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Các món ăn nấu với táo đỏ thì rất ngon và bổ dưỡng. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị những món ăn có thể chế biến từ táo đỏ sấy khô Hàn Quốc. 1. Cháo hà thủ ô táo đỏ. Cháo hà thủ ô táo đỏ thì là một món ăn từ táo đỏ khô rất bổ dưỡng và chúng thì có công dụng trị táo bón, tốt cho người già bị cao huyết áp. 2. Thì là món kỳ tử hầm nguyên sâm với táo đỏ. Các món ăn từ táo đỏ khô thì rất đa dạng. Kỳ tử cao hầm nguyên sâm với táo đỏ là một món ăn có giá trị dinh dưỡng vô cùng cao. Món thứ 3 chính là món canh cỏ nhọ nồi hầm táo đỏ. Nếu như quý vị còn đang thắc mắc chưa biết táo đỏ nấu gì thì có thể tham khảo công thức làm canh nhọ nồi hầm táo đỏ như sau. Đầu tiên thì quý vị dùng khoảng 50g cỏ nhọ nồi và 20 quả táo đỏ rửa sạch để ráo nước. Sau đó thì cho vào nồi cùng lượng nước vừa đủ xâm xấp đến mặt của nguyên liệu và đun cho đến khi thấy mặt nước lăn tăn thì vớt cái bỏ ra. Quý vị dùng món ăn này hàng ngày có thể là thay cho món canh. Món canh này thì rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là thích hợp với những người có bệnh về dạ dày như viêm loét dạ dày hay là thiếu máu. Thứ tư, đó chính là món canh đỗ xanh hầm táo đỏ với lá bạch quả. Canh đỗ xanh hầm táo đỏ Hàn Quốc với lá bạch quả là món ăn từ táo đỏ khô tốt cho người bị bệnh cao huyết áp hay là những bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên thì quý vị nên rửa sạch và giã nát 30g lá bạch quả. Sau đó cho vào nồi đun nhỏ lửa cùng 100g nước trong 20 phút. Quý vị có thể bỏ sát chỉ lấy nước thôi. Và đối với 20g táo cùng với 60g đỗ xanh thì nhớ ngâm trước khi cho chúng vào nước bạch quả nhé. Đồng thời cho thêm đường và đun cho đến khi đỗ xanh mềm nhừ là xong món canh hấp dẫn này. Món ăn thứ 5 chính là việc nấu nước táo đỏ. Bước đầu thì quý vị nên rửa sạch táo đỏ rồi cắt đôi đem ngâm nước khoảng 1 tiếng và tốt nhất là khi ngâm qua đêm. Sau đó đem phần nước ngâm có táo đỏ cho vào nồi, thêm long nhãn và đun sôi 25 phút. Tiếp theo thì quý vị có thể cho kỳ tử vào đảo đều khoảng 5 phút rồi tắt bếp để cho hỗn hợp nước táo đỏ nguội và bảo quản lạnh. Món ăn thứ 6 mà tôi sẽ đưa đến quý vị đó chính là trà táo đỏ mật ong. Nếu như quý vị đang thắc mắc táo đỏ nấu gì đơn giản thì hãy thử nấu trà táo đỏ với mật ong. Như quý vị đã biết thì mật ong là loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe cũng như là dễ kết hợp với các loại món ăn khác. Món ăn thứ 7 tôi đưa đến các bạn chính là canh táo đỏ ngân nhĩ. Công thức nấu canh táo đỏ ngân nhĩ thì rất đơn giản và nguyên liệu còn dễ tìm. Đầu tiên thì quý vị ngâm hạt sen cùng với ngân nhĩ với nước khoảng 30 phút cho đến khi nở. Bước 2 là đun sôi ngập nước ngân nhĩ khoảng 1 tiếng và vớt ra rửa lại với nước cho sạch. Sau đó thì quý vị có thể là xé nhỏ ra từng miếng rồi cho vào cùng hạt sen. Đun tiếp khoảng 45 phút. Ở bước cuối cùng thì quý vị cho đường độ ngọt tùy ý và đun khoảng 20 phút nữa. Sau đó thì lấy táo đỏ ra, nghiền cho nhuyễn và cho lại vào nồi, khuấy đều tay. Quý vị có thể là cho kỳ tử vào đun 10 phút rồi tắt bếp. Nhưng quý vị nên lưu ý rằng cho ít kỳ tử từ khoảng 10 đến 15 hạt vì kỳ tử thì sẽ có tính nóng và bạn đã có một nồi canh táo đỏ ngân nhĩ đầy đủ dưỡng chất và có thể bảo quản trong tủ lạnh rồi. Món ăn thứ 8 đó chính là rượu táo đỏ. Rượu táo đỏ thì rất dễ làm. Đầu tiên thì quý vị có thể là rửa sạch 1kg táo đỏ khô Hàn Quốc để ráo nước. Sau đó thì cho hết táo đỏ vào bình hoặc là hũ thủy tinh. Quý vị có thể đổ khoảng từ 3 cho đến 4 lít rượu vào, đậy kín ngâm 3 tháng hoặc là có thể hơn. Ngoài ra thì có thể ngâm với sâm Hàn Quốc để tăng tính bổ dưỡng. Và món cuối cùng tôi muốn đưa đến quý vị đó chính là canh đương quy táo đỏ. Canh đương quy táo đỏ thì là một món ăn từ táo đỏ khô Hàn Quốc rất ngon, lạ miệng cũng như là bổ máu. Vâng, vừa rồi thì là một số món ngon chế biến từ táo đỏ mà tôi đưa đến quý vị và các bạn, cũng như là công dụng từ những thực phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể tự chế biến thêm một số món ăn khác từ táo đỏ này. Tuy nhiên thì quý vị hãy nhớ, nếu muốn mua được sản phẩm táo đỏ sấy khô chính hãng và đảm bảo chất lượng
thì hãy liên hệ tới số hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hy vọng rằng qua clip ngày hôm nay thì quý vị đã biết rõ hơn về công dụng cũng như là những món ăn chế biến từ táo đỏ Hàn Quốc. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip lần sau.